Chào anh em, đây là cây Martin đúp 150 nha anh em, đúp 150. Anh em chơi dòng đàn này biết rồi, cái lực nó rất là mạnh nha anh em, lực nó rất là mạnh, tiếng nó ra rất là dày nha. Có một số anh em sẽ thắc mắc tại sao cái series đúp 150 nó đâu có hãm cần đâu, cái này là bản đời cao nhất, nó sản xuất tại Nhật nha. Thường thường anh em thấy cái series 150 của thằng Martin này á, thì nó là nút chấm bình thường thôi, chứ nó không có được hãm cần như vậy. Đó là series thấp của nó. Có những cây nó sản xuất ở Korea hoặc Indo chẳng hạn vậy. Còn cây này là Made in Japan nha anh em, sản xuất tại Nhật luôn. Cho nên cái cấu hình nó cao hơn những cây khác rất là nhiều. Và cần nó đặc biệt nó sẽ khảm như vậy nha. Đây, anh em coi cái cấu hình cái cây này nó sẽ đời cao hơn, chất liệu gỗ nó cũng tốt hơn nhiều nha anh em. Giá mình đang bán với giá là 2.500.000 nha. Anh em coi kỹ từ xa nè. Mình quay thoáng qua cho anh em coi rồi mình sẽ quay gần cho anh em coi. Rồ Martin đúp 150 nha anh em. Đúp liêu 150. Giá của nó là 2.500.000. Bây giờ mình sẽ quay gần cho anh em coi và test cần phím cho anh em nghe nha. Đây anh em coi gần nè. Đang xước sơ sơ nha anh em, một vài vết nhỏ xíu vậy thôi. Đó, một vài vết nhỏ. À, cần phím đây. Còn khá là đẹp mới luôn, là không có chạy xước hư hao gì, mặt cần khảm rất là đẹp. Lưng của nó đây, lưng nó thì rất là đẹp luôn. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ test cần phím cho anh em coi nha. Cái action nó nữa mình đo cho anh em coi luôn nè. Cái độ cao của dây đây, đây luôn luôn thấp hơn cái độ cao chuẩn nha. Dây số 1 đúng không, mình đo ngay dây số 1 nè. Đó, nó rất là thấp, nó thấp hơn cái độ chuẩn, luôn luôn là như vậy nha. Và cần phím nó không có vấn đề bị rè riết gì đâu. Mình test cho anh em coi. Cần phím là ok nha anh em, không có nào bị rè bị lỗi, mặc dù action mình đã chỉnh thấp rồi. Bây giờ mình sẽ đánh hợp âm, mình rải nhẹ các hợp âm anh em nghe cảm nhận cái âm thanh của nó nha. Dòng rồi Martin này cái thùng đàn nó lớn cho nên tiếng nó rất là ok nha anh em, tiếng nó rất là lực. Anh em nào mà cần cái dòng đàn mà tiếng lớn thì chơi cái này là ok rồi. Cái lực ra nó mạnh lắm. Bấm hợp âm chặn cho anh em nghe, đó là hợp âm chặn, tiếng nó vẫn rất là nổ, rất là dày nha anh em. Thì cái Rồ Martin đúp 150 này mình đang bán với giá là 2.500.000 nha anh em. Số điện thoại mình để ở phần tiêu đề, thông tin cửa hàng và website mình để ở phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.